Từ xa xa, căn nhà màu trắng tọa lạc tại một con hẻm khá rộng rãi, thoáng mát. Ô tô có thể đi ra đi vào nườm nượp kia. Chính là ngôi nhà mà Phi Nhung đang sinh sống, căn nhà với 4 tầng lầu, không gian rộng rãi hơn rất nhiều so với những căn nhà mặt tiền khác. Trước cửa đang đậu sẵn chiếc xe xịn Mercedes màu trắng mà Phi Nhung thường xuyên khoe trên trang cá nhân. Trước những thông tin lan truyền trên mạng cho rằng Hồ Văn Cường đang bị nhốt, cấm sử dụng điện thoại và bị đe dọa, phóng viên có liên hệ đến thì gia đình từ chối và nói rằng gia đình Phi Nhung bây giờ đang rất bối rối trước những thông tin tràn lan trên mạng xã hội nên chưa thể tiếp xúc với truyền thông lúc này. Còn đây là hệ thống nhà hàng chay mà Phi Nhung đang kinh doanh. Do tình hình dịch bệnh nên nhà hàng khá yên ắng, lâu lâu có khách ra khách vào để mua mang đi. Hai nhà hàng này đều nằm ở mặt tiền những con đường lớn, rất dễ đi lại và tìm kiếm trên Google.